Xin chào bà con, cô chú, anh chị và các bạn đã quay lại với kênh YouTube Trại Giống Bình Phước cũng như là Trại Dế Thanh Sang. Thì ngày hôm nay quay cho cô chú anh chị xem một cái mô hình thí nghiệm. Thì đây cô chú anh chị quan sát trên cái màn hình là một cái phân cảnh là ở một cái hồ Lốc Bạc. Thì trong cái video clip này thì chia sẻ đến cô chú anh chị về cái mô hình nuôi thí nghiệm này là nó nuôi cái con vật gì và nó ra sao. Đó, cô chú anh chị quan sát thấy không? Đây là cái mô hình là nuôi thí nghiệm ốc bươu đen. Đó. Thì theo cô chú anh chị đã biết thì hiện nay thì cái mô hình mà nuôi ốc bươu đen rất là nhiều. Ốc bươu đen rất là nhiều thì mình có thể tìm thấy ở các trên cái YouTube rồi trên cái trang mạng rất là nhiều về cái con mô hình nuôi ốc bươu đen này. Thì ở đây thì em thì cũng ngoài cái công việc mà chăn nuôi những cái mô hình khép kín như là dế rồi rắn mối, hổ hành, tắc kè, bồ cạp, thì em có làm thêm một bên cái lĩnh vực là đi cái nguồn ốc rồi nè. Thì cái nguồn ốc này, cái con ốc này là em thí nghiệm ở đây là không phải ốc mà em mua ở trại giống, mà ốc này là ốc 100% là từ thiên nhiên, ốc bươu đen là ở Campuchia đưa về để mà cái nguồn bên đó đem về đây để em xuất bán cho các thương lái, các anh em thương lái và quán nhậu, nhà hàng. Thì cũng vài lần tình cờ thì thấy ở trên cái mấy cái mô hình ở trên mạng á, thì các anh em chia sẻ về cái mô hình nuôi ốc bươu đen này rất là nhiều, thấy cũng thành công. Thì em cũng thả một ít cái con giống xuống đây. Thì những cái con này là như em chia sẻ là con này là con thiên nhiên, để em thả đại xuống thôi, chứ không có phải là mua giống, không phải là mua giống. Thì em thả xuống ngay là được, ngày hôm nay là được khoảng độ 1 tuần. Thì cái kết quả nó mang lại cho cô chú anh chị thấy xem ở trong cái hồ em là nó sau 1 tuần mà em thả vài chục con ốc, vài chục ốc bươu đen cỡ này. Thì ngày hôm nay nó rất là nhanh, không phải là ốc ở trại giống nhưng mà ốc thiên nhiên, nhưng mà rất là nhanh. Đây cô chú anh chị quan sát này ha, những cái cục mà trắng trắng này là những cái này là cái ổ trứng của nó nè. Đây đây là ổ trứng nè, đẻ quá trời nè. Đó, đây còn ổ mới nè, còn cái ổ này đục đục này là hơi lâu tí xíu nè, còn cái ổ này đang nở con nè. Đây để zoom lại gần cho cô chú anh chị xem nè. Đó, thì ở trong cái chồng này nó đen ra này, ở trong này nó có cái hộp như bong bóng nè, đó là nở ra, là trong này là nó ra là con ốc con. Đó, ốc con rất là nhiều trong này. Đây nè cô chú anh chị quan sát bên này cho dễ hơn. Đây không, quá trời ốc con này, nhiều lắm, rất là nhiều luôn. Đó, nở ra số lượng rất là nhiều, bu theo những cái thành thành bạc nhiều, nói chung là cái số lượng này mình không đếm được đâu, nó nhiều dữ lắm. Đó, thì thấy là cái hiệu quả nó mang lại, ban đầu là ở trong cái lúc mà mình nuôi thí nghiệm thôi, mình thả chơi vui thôi, thì em mới đánh giá là cái nguồn ốc này, cái ông mô hình ốc này là nuôi rất là dễ, nuôi rất dễ. Đó, thì những anh chị mà nuôi mà trang trại trước đó đó, thì mình nếu mà muốn nuôi á, thì mình sẽ được bán những cái ổ trứng giống như thế này nè, hoặc là ốc con. Thì em có tìm hiểu thì được một vài anh ở trại nuôi trước thì đã cho biết là như thế. Đây, những cái ổ trứng này nó ra cái màu đen đen gì là nó đã ra con ốc con không hết rồi nè. Là ốc con không nè, màu đen là ốc con nè, nó tự rớt xuống là thành ốc con thôi. Đó, đó thì cái này thì mà lớn lớn nhanh thì cái con này nó không cần phải ăn cái gì đâu. Con này em thả vô là ăn lục bình nè, thả lục bình vô trong cái hồ với thả lá đu đủ nó cũng ăn này. Nó ăn tan nát bông lá đu đủ thế này đó. Ốc con mà nó ăn vậy nhiều lắm. Còn cái hồ nè bên đây là thấy cá này là gọi là cá phướng. Thì cá này là cái hồ là cá mồi, em nuôi cho cá cuốn ăn, em nuôi cho cá cuốn ăn. Thì khi mà con cá cuốn con mình nở ra thì cũng phải có cái lượng cá mồi như thế này, nó với cá bảy màu, cá phướng, cá mồi,
là rất là nhiều ở đây, nói chung là nhiều lắm. Thì nó thành công như trong cái giai đoạn thí nghiệm như thế này thì cũng là một cái tín hiệu vui mừng. Thì em quyết định là em cũng sẽ làm vài một cái hồ lớn để em nuôi, để nuôi ốc bươu đen này. Thì tại vì bây giờ thì riêng bản thân em thì cũng là một cái thương buôn ốc, thì em đang cung cấp cho các anh em thương lái ở trên các tỉnh thành. Thì ở chỗ của em đây là ở cái vùng Bình Phước, Lộc Ninh Bình Phước. Thì tất cả các anh em nào mà thương lái mà cần cái nguồn ốc mà số lượng lớn, số lượng là vài tạ tấn, tất cả các kiểu em luôn đáp ứng hàng đi, là cứ bất kể cái tỉnh nào mà có cái tuyến xe mà xuất bến đi từ cái Bình Phước là em đều gửi hàng cho được hết. Thì cái nguồn hàng là trong những cái ngày qua là rất là hút, rất là mạnh. Mà mình thì chỉ còn cái việc là hàng thiên nhiên, thì hàng thiên nhiên thì chắc nó có sẽ không có bao giờ mà nó còn hoài được, nó phải có mùa, nó có mùa có rồi mùa không. Thì mình có được cái mô hình mà mình nuôi ở nhà của mình thì mình đảm bảo được cái nguồn hàng trong những cái lúc mà hàng thiên nhiên nó không có, thì mình vẫn có hàng của mình ở nhà mình xuất ra đó. Thì cái đường ra, cái đầu ra của nó thì giống như em đang làm, em đang làm là rất là nhiều đó. Nuôi thì cũng tương đối dễ, nó chỉ cần là làm cái hồ bạc đơn giản thôi, đóng những cái cọc xung quanh rồi căng những cái tấm bạc lên có thể chứa nước được là mình có thể nuôi được đó. Đó, trong cái một cái hồ cá phướng nhỏ thôi mà nuôi ra rất là nhiều ốc. Thì cá phướng này thì em cũng đang là bán giống cho những anh em nào mà muốn nuôi để mà cho cà cuống ăn, phục vụ cà cuống làm con cá mồi nè, cá bảy màu, cá phướng. Nó sinh sản rất là nhiều, sinh sản nhanh lắm. Thì cô chú anh chị, anh em nào mà có nhu cầu về cái con cá phướng, cá mồi này thì hiện tại trại em vẫn đang cung cấp, vẫn đang cung cấp luôn. Thì cái mô hình ốc này thì nói chung là không có trong nghề, nhưng mà trong những ngày qua thì mình theo dõi, mình nuôi, mình thả xuống như một số con như thế, rồi nó sinh sản ra, rồi mình để ý được cái tập tính nó ăn cái gì, nó thích nghi ra sao, mà nó đẻ ở những cái chỗ nào, rồi con ốc con này nó thích đeo bám ra sao thì mình cũng thấy được. Đây là cá phướng con, cá màu con cũng nhiều lắm. Đó, thì thông thường ốc này nè, thì nó đẻ thì nó khác, trứng ốc bươu đen này khác với trứng ốc bươu vàng. Như ốc bươu vàng ở ngoài thiên nhiên của mình á, thì nó sẽ đeo lên những cái thân cây như thế này nè, rồi nó đẻ cái trứng màu hồng hồng á, nó dài lên vậy. Còn con trứng ốc bươu đen này lại khác, cái trứng nó là màu trắng rất là to, cô chú anh chị thấy không, màu trắng rất là to, và nó đẻ ở trên những cái chỗ khô ráo như thế này nè. Nếu mình để mà có những cái ụ đất ở trong cái hồ của mình nuôi của mình mà có những cái ụ đất, có những cái ụ đất thì là nó sẽ đẻ lên chỉ những cái ụ đất đó chứ không đẻ trực tiếp ở dưới nước, và cái ổ trứng của nó là nó không có bám vào chắc vào cây đó cho tới lúc nở luôn nè. Đó, nó vẫn nằm ở trên cái thân bình như thế này đó. Đây là cái ổ nở gần hết luôn nè, đó đen hết luôn nè đó, cô chú anh chị quan sát đen hết luôn đó. Thì trong cái video clip này thì chia sẻ cô chú anh chị xem đó, một cái sự thành công ha. Để em lấy một lá lên nè, rất là nhiều ốc trên một cái lá này thôi. Đây là cô chú anh chị xem nè, thấy không, ốc quá trời nè, đó đeo bám rất là nhiều. Thì trên cái cam em quay thì nó cũng phải có cái ánh sáng thì cũng hạn chế, nó không có thể nào mà hết được trong cái hồ rõ hết được. Nhưng mà đây là cô chú anh chị lấy cho cô chú anh chị xem nè, thấy không, quá trời ốc luôn đó, rất là nhiều. Nó ăn cái lá đu đủ nó cũng ăn, lá lục bình rồi nó ăn đủ loại hết, chứ mà rất là dễ nuôi. Con này nói chung là mình đánh giá là rất là dễ nuôi đó. Ốc này to, con nào nấy to đùng ra nè. Thì mới đầu nuôi chỉ có vài chục con này thôi, thả xuống có đây cách đây mới có tuần 10 ngày không nhớ rõ lắm, nhưng mà nó cũng khoảng khoảng đó thôi, mà tới ngày hôm nay nó ra nhiều gì nè. Chú anh chị xem, trong một cái hồ bạc đơn giản thôi.
rất là ok. Ốc bươu đen, đây là con ốc bươu đen thì miền Bắc gọi là ốc nhồi á. Thì mọi cái nhu cầu cô chú anh chị có cái nhu cầu về ốc thương phẩm số lượng lớn thì em vẫn đang cung cấp cho các quán nhậu, nhà hàng, anh em thương lái trên tất cả các tỉnh thành. Chỉ cần có xe là gửi hết. Thì đầu tấn đầu tạ thì cứ alo về cái số điện thoại nổi trên màn hình của em, thì sẽ sẵn sàng phục vụ anh em cô chú anh chị, đảm bảo cái nguồn hàng ổn định lâu dài. Đây hai con này to đùng chưa đây. Thì này là ốc là em chia sẻ thật tình là ốc này là ốc thiên nhiên, ở nguồn gốc là ở bên từ bên Cam. Thì xuất về thì bên đó những anh em bên đó người ta đi bắt ở ngoài đồng thiên nhiên rồi đem về thì mình thu về mình làm vựa rồi mình ấy. Thì sẽ có video clip em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị xem về cái cảnh mà cái vựa ốc nó hoạt động ra sao, thì để cho cô chú anh chị thấy được là cái nguồn đầu ra của con ốc này bây giờ nó mạnh như thế nào. Thì nói chung là con ốc thì cái đầu ra thì rất là dễ, nhưng bây giờ quán nhậu đường phố tất cả các chỗ nào thì cũng toàn là ốc thôi. Thì bây giờ mình chỉ việc mà chăn nuôi thành công nữa là ok đó. Nhưng mà bây giờ cái việc mà chăn nuôi thì làm chuồng trại đầu tư thì tương đối là thấp đó. Nếu mà anh em cô chú anh chị mình mà không có giống ở nhà thì mình có thể mua những cái ổ trứng như thế này nè, đem về nhà mình thì tự động nó nở ra thôi, mình nuôi thôi đó. Thì còn có chỗ thì người ta bán ốc con về mình nuôi, nó đơn giản thôi, rồi mình cứ nuôi thôi. Kỹ thuật thì sau này nữa, thời gian dài nữa thì không biết là nó cần đòi hỏi những cái trục trặc kỹ thuật ra sao, thì em sẽ tiếp tục chia sẻ tới cô chú anh chị tiếp. Còn hiện tại bây giờ thì trong cái thời gian mà mình nuôi thí nghiệm thì thấy nó là tương đối là dễ, tương đối là lợi nhuận. Còn đây là cá phướng ha. Nói lại thì cái mô hình cá phướng này là cá mồi, thì chủ yếu là mục đích là để cho nó sinh sản nhưng bày ra để cho cà cuống ăn. Rồi anh chị cô chú nào đang có nuôi cà cuống mà không biết mua con cá mồi ở đâu, ra tiệm chim cá cảnh thì nó mắc lắm, nó bán rất là mắc. Thì liên hệ chỗ em, thì nếu có mua giống cà cuống hoặc là không mua giống cà cuống cũng được, thì cứ liên hệ thì em sẽ cung cấp những cái giống cá phướng này về thì cho cô chú anh chị nuôi. Đây nó sinh sản rất là nhiều cá phướng, cá bảy màu nó đẻ liên tục. Đây là vớt, cứ vớt vớt ra cho cà cuống con ăn liên tục á, đôi khi thả cho cà cuống lớn nữa ăn liên tục mà không hết mồi, nó cứ nối đuôi nhau vậy. Ở trong này rất là nhiều này. Tại bây giờ nãy giờ mình quay thì nó động nó vào đây nhiều, chứ nếu mà để mà nó tĩnh lặng tí xíu là cái chỗ này là nhìn là đỏ luôn. Rồi thì cái video clip ngày hôm nay chia sẻ đến cô chú anh chị về cái việc mà nuôi thí nghiệm cái mô hình ốc bươu vàng, ốc bươu đen phối hợp trong cái hồ nuôi cá cuống, cá phướng là thành công ra sao. Rồi khi nào như thế nào nữa thì em sẽ hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn quý bà con, cô chú anh chị đã luôn theo dõi và đồng hành cùng trại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.